Sáng nay, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Đức Giang đã làm việc với huyện Như Thanh về tình hình chấp hành quy định pháp luật đối với các cơ sở thu mua gỗ nguyên liệu rừng trồng trên địa bàn huyện. Tham gia buổi làm việc có lãnh đạo các sở ngành có liên quan. Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân huyện Như Thanh, trên địa bàn huyện có 31 cơ sở thu mua gỗ rừng trồng. Các cơ sở này đã góp phần giải quyết việc làm, tạo chuỗi cung ứng và điều kiện thuận lợi cho nhân dân thu hoạch, tiêu thụ gỗ rừng trồng. Tuy nhiên, thời gian qua, nhiều cơ sở được hình thành hoạt động tự phát, dẫn đến tình trạng lộn xộn, cạnh tranh không lành mạnh, vi phạm quy định pháp luật về đất đai, phòng cháy chữa cháy, môi trường và trật tự xây dựng. Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban dân tỉnh, huyện Như Thanh đã kiểm tra xử phạt 11 cơ sở vi phạm lĩnh vực phòng cháy chữa cháy, 11 cơ sở vi phạm pháp luật về đất đai với tổng số tiền phạt gần 236 triệu đồng, đồng thời yêu cầu các cơ sở này dừng hoạt động và tháo dỡ công trình, khôi phục hiện trạng ban đầu. Hiện nay các cơ sở chấp hành tương đối tốt, nhưng vấn đề phát sinh khiến chính quyền địa phương khó khăn và lúng túng trong quá trình xử lý, đó là các cơ sở này đã hoạt động từ lâu, nhiều cơ sở được đầu tư nhà xưởng, dây chuyền thiết bị giá trị lớn. Việc dừng hoạt động sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến các cơ sở, ảnh hưởng đến việc làm thu nhập của nhiều lao động, cũng như việc thu hoạch và tiêu thụ cây keo của nhân dân. Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Lê Đức Giang nhấn mạnh, quan điểm của tỉnh Thanh Hóa nói chung, huyện Như Thanh nói riêng là tạo mọi điều kiện để các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh hoạt động và tuân thủ các quy định của pháp luật. Do đó, để xử lý dứt điểm tình trạng lộn xộn trong hoạt động thu mua gỗ rừng trồng, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh yêu cầu huyện Như Thanh cần thành lập ban chỉ đạo thực hiện ngay việc rà soát toàn bộ hoạt động thu mua, chế biến lâm sản để xây dựng kế hoạch tham mưu cho tỉnh xử lý dứt điểm tình trạng lộn xộn. Đối với các cơ sở đủ điều kiện nhưng hiện tại chưa hoàn tất các thủ tục pháp lý thì cần tạo điều kiện hướng dẫn để doanh nghiệp hoàn thiện để đi vào hoạt động ổn định. Đối với các cơ sở không đảm bảo điều kiện sẽ yêu cầu chấm dứt hoạt động. Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh giao Sở Tài nguyên Môi trường phối hợp với huyện Như Thanh, các sở ngành liên quan kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật về đất đai, trật tự xây dựng, phòng cháy chữa cháy và bảo vệ môi trường, yêu cầu kịp thời chấn chỉnh các vi phạm và hướng dẫn các đơn vị khắc phục, đảm bảo các điều kiện để hoạt động theo quy định của pháp luật. Giao Công an tỉnh chỉ đạo Công an huyện Như Thanh nắm bắt tình hình, phát hiện và đấu tranh kịp thời với các biểu hiện tranh mua, tranh bán, kích động nhân dân, gây mất ổn định tình hình.